Chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin phép gửi đến thầy bài mô phỏng kiểm tra vé trình lòng 1. Về phần cứng thì chúng ta sẽ không nói thêm. Em chỉ lắp thêm me rộng phím cho mô đun 8 led quét. Sau đây em xin tiến hành viết code. Về câu dê bài này thì trong quá trình làm thì em đã viết trước để tiết kiệm thời gian. Sau đây em xin phép giải thích chương trình. Đầu tiên là chúng ta khai báo một mảng gồm 8 ký tự. Đó là một mảng hiển thị và nó sẽ hiển thị như yêu cầu sau. Đó là 4 led cuối cùng nó sẽ hiển thị xếp gạch và chữ ốp. 2 led tiếp theo là nó sẽ hiển thị để trống, không có gì. Và tiếp theo 2 led cuối cùng nó sẽ là hiển thị 2 xếp gạch. Sau khi viết xong mảng, chúng ta lần lượt khai báo các biến mẹ phím di t0 y và ke. Tiếp theo là chúng ta viết code cho hàm hiển thị 8 led. Đầu tiên là ta sẽ cho một dòng lệnh for chạy từ 0 đến 8 và di cộng cộng, và sau đó là chúng ta sẽ xuất ra 8 led 7 đoạn. Về chương trình chính thì đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình phần cứng cho nó, sau đó là ta sẽ cho một dòng đó là dòng lệnh va tru. Trong dòng lệnh này thì chúng ta cho hiển thị 8 led và chúng ta gắn sẽ mẹ phím sẽ bằng phím mẹ trọng. Nếu mẹ phím mà lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn bằng 9 thì nó sẽ hiển thị led đầu tiên, nó sẽ dịch led đầu tiên sang led thứ hai và led thứ hai trong trong mẹ mẹ bảy đoạn mẹ phím, nó sẽ dịch về sau đó là hiển thị ra 8 led quét. Đến yêu cầu số 3, đó là nếu mà chúng ta nhấn mẹ phím bằng 10 thì nó sẽ hiển thị như sau. Đó là 2 led đầu tiên nó sẽ là hiển thị chữ on và tiếp theo là các giá trị của mạch đếm sản phẩm. Và cuối cùng là đó là sẽ hiển thị số sản phẩm đếm tối đa. Và đây là chương trình cho yêu cầu số 3. Và sau đây chúng ta xin tiến hành biên dịch. Và chúng ta đã biên dịch thành công. Chúng ta xin nạp cho chương trình. Chúng ta tiến hành chạy đây. Yêu cầu thứ nhất là nó sẽ hiển thị như thế này và đến yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ dịch mã phím vô phím số 0 và dịch lần lượt là phím số 1, phím số 2 và phím số 3. Và đến yêu cầu số 3 là khi mà chúng ta nhấn phím số 10, đây là số 10 thì chương trình sẽ nhận ý sang mạch đếm sản phẩm. Và cái giá trị tối đa của chúng ta là cái bằng số mà mẹ phím mà chúng ta đã nhập theo đúng yêu cầu đề bài, nhưng mà ở đây là mạch của chúng ta sẽ không đếm sản phẩm được. Bài của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy đã